đây là hình ảnh mã IR5090 Vego của Malaysia, bên mình vừa mới thi công xong. Và đây là cái góc nhìn ở bên ngoài. Bản phim này mặc dù được chuyển sáng khoảng 45 đến 50%, tuy nhiên ở bên ngoài nhìn vào bên trong cũng khá là khó.